Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xuyên Suối Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2020 dương lịch, và em xin lên sóng và giới thiệu tới anh chị và các bạn về một cái mẫu xe Ford Escape. Và với cái mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá cũng rất là hợp lý, và cũng là một mẫu xe rất là đẹp và cứng cáp, và còn được giữ nguyên bản rất là nhiều những cái option của xe, cũng như là những cái chức năng của trên xe vẫn còn hoạt động rất là tốt. Chiếc xe Ford Escape được sản xuất năm 2004 phiên bản form mới. Thì nếu các bác nào đã từng là những người đã từng chạy những cái dòng xe Ford Escape, và chúng ta đang là những người đang đi những cái thế hệ form đời 2001, 2002, 2003, đúng không ạ? Thì anh chị và các bạn có thể nâng đời lên mẫu xe 2004 này, giữ tận form đến năm 2008. Thì sang năm 2009 thì Ford Escape bắt đầu mới thay đổi theo mắt đèn đằng trước là mắt đèn ngang, và về hệ thống đèn sau xe của Ford Escape đến năm 2009 với thế hệ form mới, trước mới hơn của con xe này đấy, là thế hệ thứ 3 của Ford Escape ấy, thì về phần đuôi xe cơ bản là như nhau. Và chiếc xe thì mang biển số 37N1888. Nếu anh chị nào ở những cái vùng tỉnh mà hay có những cái cung đường mà hay có nước ấy, hay phải nội suối một chút ấy, thì các bác lựa chọn những cái dòng xe này đi phục vụ lại, đi trong này gia đình cũng rất là hay, với cái tầm tiền của nó là 175 triệu đồng. Và xe có trang bị những gì thì ngay bây giờ mời anh chị và các bạn hãy cùng em đi khám phá về cái mẫu xe Ford Escape với phiên bản form mới thế hệ thứ hai này của này của em nói nhá. Với phần đầu xe của Ford Escape thì chúng ta nhìn thấy đầu nó rất là vuông vắn, có một cái nét gì đó nó rất giống với những cái mẫu xe Ford Everest hoặc là những mẫu xe đời mới của những mẫu xe thương hiệu Ford. Những cái dòng xe SUV nghe vẻ nó cũng ná ná rất là nhiều với những dòng xe đời cao luôn. Cặp mắt đèn của xe thì có trang bị 3 bóng, thiết kế thì cũng khoác hoàn toàn và có một cái nét gì đó đẹp hơn thế hệ trước rồi. Mắt đèn bên này thì nó hơi bị đục một chút theo năm tháng này, thì cái này đánh bóng một phát thì nó hai mắt đèn lại mới lại như nhau thôi. Đấy. Nó chỉ có hơi hơi một chút thôi nhá các bác nhá. Đấy, và tất cả những cái đồng sơn của chiếc xe được sản xuất năm 2004 cho đến giờ thôi. Đấy, nhưng mà xe nó còn rất là đẹp, và chủ xe đi vẫn bảo dưỡng định kỳ các bác nhá. Máy gầm chạy cực kỳ là chất luôn. Đấy, về phần form của em nó thì một chiếc xe không có bị đâm đụng tai nạn hay là bị nật nóc gãy cột gãy kèo, thì các bác hãy nhìn đây. Cái đường form của nó còn rất là thẳng này. Đấy. Đèn hậu, đèn dưới phần đỏ nhá. Đèn nét xi nhan ở dưới này, và vòng ngoài là màu trắng hết. Na răng đúc 5 quả, thêm một quả một lốp dự phòng nữa, 5 quả na răng đúc. Và lốp nắp con này còn khá là dày. Lốp nắp khá là dày luôn các bác nhá. Và lốp R12 thì các bác biết rồi, cái khoảng gầm sáng của Ford Escape thì là một điều mà chúng ta cần bàn tới. Có thể neo trèo vượt suối, có thể đi được tất cả các cung đường khó khăn cũng như là đường trường, thì chạy Ford Escape đóng với tầm khoảng 130 km/h thì khẳng định với anh chị các bạn ngồi bên trong vẫn im chắc lịch xe luôn. Động cơ của xe thì 3.0, thì mức tiêu nhiên liệu thì em sẽ thông báo ở phần cuối video clip nhá. Đăng kiểm của đến tháng 11 năm 2021. Xe màu vàng cát. Và bây giờ em vào bên trong chi tiết này. Thì khi vào chi tiết của chiếc xe thì chúng ta nhìn thấy kép có một bậc bệ lên xuống, nhìn có một cái nét gì đó rất là ngầu, đúng không ạ? Nội thất thì màu vàng kem, và cái không gian của nó rất là rộng. Và chiếc xe này vẫn được giữ nguyên tất cả bộ ghế da này, vẫn còn zin này các bác nhìn này, da zin theo nhà sản xuất. Và một cái chức năng, một chức năng mà rất là nhiều những mẫu xe, kể cả như những xe tiền tỷ trên thị trường cũng cắt bỏ cái chức năng này, đó chính là cửa lóc. Đấy. Và với phiên bản form mới này, về phần nội thất thì chúng ta nhìn thấy là vô lăng 4 chấu nhá. Vô lăng 4 chấu, và vô lăng của nó y hệt như Ford Everest. Có trang bị hai túi khí hoàn toàn với dòng xe Ford Escape này. Và túi khí của Ford thì chưa làm anh em chạy Ford thất vọng đâu. Cứ đâm đầu là khẳng định nổ, túi khí là chắc.
Toàn bộ ghế da vẫn là ghế da rất là đẹp rồi. Đằng sau phối kết phiên bản foam mới, chúng ta có một cái khay để chúng ta có thể coi như là để sách và hay là để cái gì đó, hay là dựng máy tính ở sau, máy tính bảng đúng không ạ? Có cả khay đựng nước ở đằng sau này, hơn hẳn hoàn toàn với phiên bản thế hệ trước. Ngoài ra về hàng ghế sau thì cũng có thêm trang bị cho mình, đó chính là bệ tì tay. Rất là nhiều những mẫu xe phân khúc trên 300 triệu không thể có, đúng không ạ? Bệ tì tay. Và khoảng không gian ngồi rộng rãi của Ford Escape thì em khẳng định tới anh chị và các bạn rằng sẽ không làm anh chị và các bạn thất vọng về cái khoảng ngồi ở đằng sau xe. Cái kiểu cách chúng ta ngồi được rất là thẳng hàng và rất là rộng luôn. Và chiếc xe này nó còn đẹp cho nên chúng ta nhìn những cái tao đi thì nó rất là tươi. Đấy. Và bên trong những cái hốc hác bản lề của nó này, nó còn zin. Và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những cái keo chỉ sùng chỉ này, rồi là những cái mạ ốc này, còn vàng ươm này. Đó. Các bác nhìn cho em này. Mẫu xe này có thể nói là một mẫu xe dành cho anh em mà đang không đang chưa vội vàng chúng ta mua xe mới, thì chúng ta đang lựa chọn những cái dòng xe cũ với phân khúc giá dưới 200 triệu. Thì mẫu xe Ford Escape này bên em đang chào bán giá là 175 triệu đồng. Anh chị nào đang quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em mình qua số hotline là 0852 555 555 anh chị nhé. Em sẽ mở cánh bên phụ ra xem bên phụ Ford Escape này nó có gì. Ghế, về hệ thống ghế đằng phía trước thì đối với Ford Escape thì sử dụng cơ, chính vì vậy là chiếc xe nó cực kỳ bền bỉ theo năm tháng. Điều hòa của Ford Escape vẫn là điều hòa cơ quý anh chị và các bạn nhé, hai chiều nóng lạnh. Và chiếc xe này là có một điều, một cái chức năng khi mà chúng ta bật khóa ấy, đây vì đang tắt khóa chúng ta bật khóa lên là ở đây nó sẽ có một cái dàn nem tem thò lên này, các bác nhìn không đấy, nó thò lên là có một cái chất gì đó nó rất là quân đội ngày xưa chỉ có đầu đài như này thôi, từ năm 2004 mà, một chiếc xe khá là đắt tiền đúng không ạ, một chiếc xe khá là đắt tiền luôn. Toàn bộ những cái chất tôn vỏ của Ford Escape vẫn chưa xi nhê vì về tuổi thọ. Có thể nói là có thể sưu tầm được tầm khoảng 10, nếu anh em là giữ được tầm 10, 15 năm nữa vẫn thoải mái. Dù sao đi chăng nữa thì khi mà ngồi chúng ta ngồi một chiếc Ford Escape như thế này mà lăn bánh ra ngoài đường thì nó vẫn có một cái nét đẹp. Em có thể so sánh hẳn với chiếc Kia Morning đấy. Nhưng mà đấy là quan điểm của bản thân em nhé. Còn quý vị, chị và các bạn có quan điểm như thế nào thì anh em có thể comment bên dưới. Chiếc Kia Morning bay ở thị trường cũng mua được đầy cao đúng không ạ? Lại tiết kiệm xăng, nhưng so với Ford Escape thì về cái nét đẹp dành cho anh em nào mà chúng ta thích những mẫu xe SUV gầm cao, 5 chỗ ngồi, phong cách rất là gì đó của Mỹ đúng không ạ? Ok nhá, và em sẽ cho anh chị và các bạn xem qua luôn cái phần hệ thống máy. Và em sẽ giới thiệu cái mức tiêu hao nhiên liệu của em Ford Escape này. Về trước khi đến phần máy, em sẽ vào bên trong chi tiết nội thất. Thì với dòng Escape như em nhấn mạnh lại là nó cũng chỉ có mấy cái chức năng ấy thôi, đơn giản. 4 tổng năng hạ kính này, gương kính chỉnh điện này, đấy, 2 tùy khí an toàn này, số tự động và trần trên vô lăng. Nó rất dễ đi luôn. Có những chiếc xe với phân khúc trên thị trường trên 45 triệu vẫn sử dụng cái vô lăng trên cần này. Nó có một cái chất gì đó, nó rất giống với kiểu người phương Tây đúng không ạ? Ở đằng này có cái khay đựng nước và bọc bệnh nó xuống, khoang cốp thì rất là rộng nhá. Cốp chúng ta để được rất là nhiều đồ bên trong luôn. Và một cái cốp ở bên phụ nữa. Có cả cái móc để chúng ta có thể treo, mà mỗi khi anh em đi chợ búa, cho chị em đi chợ búa là cũng có thể là treo được. Nên trên cái móc của có thể chịu được 30 cân. Đấy. Rồi em sẽ vào bên trong chi tiết khoang máy cho các bác xem luôn cho nó nóng nhá. Thì máy con này động cơ của xe là 3.0. Thì chiếc xe này thì nó khỏe hơn phiên bản 2.3 rất là nhiều. Chính vì vậy thì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó thì cũng phải loanh quanh từ 12 cho đến 13 lít xăng đường hỗn hợp nhé quý vị anh chị và các bạn. Còn nếu mà đi đường Hà Nội hoặc đường Thành phố Hồ Chí Minh mà bị tắc thì
rất là khó tính phải không ạ? Đây, em cam kết cho các bác chiếc xe này máy số zin. Máy khô đét không một giọt dầu. Ốc chưa cựa này. Nhưng còn ốc chưa cựa luôn. Máy khô đét không một dầu, con này máy nổ rất êm. Đấy, với phói kép thì mức tiêu hao nhiên liệu thì anh em có thể comment bên dưới nhá. Bởi vì chính xác là như em tìm hiểu về mẫu xe phói kép thì mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 12-13 lít lít xăng trên 100 cây thôi. Nhưng mà phải nói là còn tùy. Có những chiếc xe mà máy các bác máy làm lại 9-10 lần máy rồi thì những chiếc xe đấy thì có thể là tầm khoảng 15-17 lít là bình thường. Nhưng được cái là càng làm lại thì lại càng khỏe. Không sao cả. Chúng ta nhìn tất cả không gian nó rất là rộng. Thoáng, ngồi rất là thoáng, dòng này ngồi chắc là đỡ say. Đằng sau ốp nỉ mà dưới phần này là lốp dự phòng nhá anh em nhá. Đây chúng ta xoáy này ra, dự phòng ở dưới. Đó, nói chung là ok. Với tầm tiền là 175 triệu đồng. Đây con này cả xe chỉ có mỗi lần bị chạm một lần nùi quá tay. Chạm đây tí chưa thay cái cả này. Còn đâu mọi thứ thì rất là ok anh em nhé. Anh em mà cần nghe qua tiếng máy thì em sẽ đổ máy cho anh em cùng nghe tiếng máy này. Cái mẫu xe này thì cũng không có quá nhiều chức năng để nói, nhưng mà nó về cái độ bền bỉ ấy thì cũng khá là bền với những chiếc xe này. Đấy, máy cực kỳ chất luôn. Có 175 triệu đồng. Anh em có thể quan tâm thì hãy liên hệ cho em qua số Zalo nhé. Và nhắn tin cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho quý cô bác anh chị. Và 175 triệu đồng là bên em đã bao gồm phí rút hồ sơ rồi nha anh em nhé.